chào tất cả anh chị đang tham gia và theo dõi khóa đào tạo cho người mới bắt đầu sử dụng phần mềm AMIS kế toán. Buổi học hôm nay, Misa xin hướng dẫn anh chị nội dung khai báo danh mục ban đầu trên AMIS kế toán. Sau khi anh chị tạo dữ liệu kế toán và thiết lập dữ liệu xong, thì việc tiếp theo anh chị cần làm là nhập các danh mục khách hàng, nhà cung cấp, vật tư hàng hóa, v.v. để sử dụng trong quá trình nhập liệu chứng từ phát sinh. Để thêm các danh mục, anh chị chọn vào mục Danh mục hoặc vào mục Bánh răng, các tiện ích và thiết lập. Chọn đến Quản lý danh mục. Tại đây, có rất nhiều danh mục giúp anh chị quản lý và thêm sử dụng. Misa sẽ hướng dẫn chi tiết một số danh mục thường dùng nhất nhé. Danh mục cơ cấu tổ chức. Ở đây, anh chị có thể quản lý danh mục các phòng ban, cho phép sử dụng hoặc ngừng sử dụng, xem được danh sách chứng từ có liên quan đến phòng ban. Danh mục này sẽ tự đồng bộ về từ AMIS hệ thống. Nếu anh chị muốn thêm phòng ban, anh chị bấm vào đây để sang AMIS hệ thống và vào cơ cấu tổ chức để khai báo. Ví dụ anh chị muốn thêm phòng ban trực thuộc của công ty hay chi nhánh nào thì nhấn vào và chọn thêm cơ cấu. Khai báo đầy đủ thông tin. Sau đó nhấn lưu. Trường hợp không có quyền vào hệ thống, anh chị có thể nhờ người quản trị hệ thống vào để tạo phòng ban ạ. Trở lại AMIS kế toán, tại danh mục cơ cấu tổ chức, anh chị nhấn tiện ích và chọn đồng bộ với AMIS hệ thống để phần mềm tự động cập nhật chi nhánh hoặc phòng ban sau khi đã thêm. Danh mục đối tượng. Ở đây, anh chị có thể quản lý và thêm các đối tượng như khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên. Để thêm mã khách hàng, anh chị nhấn thêm để thêm mã mới. Tại đây, anh chị nhập đầy đủ thông tin khách hàng đấy vào và sẽ có hai điều cần lưu ý. Một là nếu đối tượng khách hàng đó là công ty thì anh chị tích vào tổ chức. Nếu là tên của một cá nhân nào đó thì anh chị chọn vào cá nhân nhé. Lưu ý tiếp theo, nếu đối tượng này vừa là khách hàng vừa là nhà cung cấp thì mình tích chọn vào là nhà cung cấp để phần mềm hiểu đây cũng là đối tượng nhà cung cấp. Đồng thời, đối tượng này sẽ hiển thị sang danh mục nhà cung cấp mà không cần phải nhập lại. Đặc biệt, nếu anh chị muốn phần mềm tự động điền và gửi hóa đơn điện tử qua email cho khách hàng thì cần điền thêm mục người nhận hóa đơn điện tử, bao gồm họ tên, email nhận hóa đơn và số điện thoại nếu có. Sau khi khai báo đầy đủ các thông tin cần thiết, anh chị nhấn cất để lưu lại hoặc nhấn cất và thêm để tiếp tục khai báo mã khách hàng khác nhé. Đối tượng nhà cung cấp, anh chị cũng thêm tương tự như khách hàng. Anh chị cứ điền đầy đủ thông tin vào là được. Để thêm nhân viên, anh chị cũng thực hiện tương tự. Anh chị nhập thông tin đầy đủ vào. Đặc biệt, với đối tượng nhân viên, anh chị cần chọn trực thuộc phòng ban nào thì mới cất được mã nhé. Danh mục vật tư hàng hóa. Đầu tiên, anh chị tạo danh mục mã kho trước. Anh chị bấm thêm và điền đầy đủ thông tin. Ví dụ, em cần thêm kho nguyên vật liệu. Mã kho em đặt là 152 để dễ phân biệt. Anh chị điền tên kho và chọn tài khoản kho là 152. Bấm cất là xong. Nếu anh chị không thêm kho theo tính chất hàng hóa mà muốn quản lý theo kho thực tế, thì anh chị có thể thêm cụ thể theo từng kho. Tuy nhiên, anh chị nên quy ước kho đó sẽ hạch toán cho tài khoản nào để sau này hạch toán không bị nhầm và lệch số liệu kho. Tạo danh mục vật tư hàng hóa. Bấm thêm để thêm mã vật tư. Trước tiên, anh chị xác định là tạo mã hàng tính chất là hàng hóa, dịch vụ, nguyên vật liệu, thành phẩm, công cụ dụng cụ hay là combo thì anh chị chọn vào. Em ví dụ là mã nguyên vật liệu.
khai báo đầy đủ thông tin mã nguyên vật liệu. Tại mục thông tin ngầm định, anh chị nên chọn kho và tài khoản kho. Chọn thuế xuất để khi thêm chứng từ, phần mềm sẽ tự động điền vào nhanh hơn nhé. Sau khi khai báo xong, anh chị nhấn cất để lưu mã. Khi thêm tiếp danh mục vật tư để thay đổi tính chất mã, thì tại giao diện thêm mã, anh chị chọn thay đổi tính chất để chọn lại tính chất khác cho mã cần khai báo nhé. Anh chị thực hiện khai báo với các mã còn lại nhé. Danh mục tài khoản ngân hàng. Để khai báo số tài khoản ngân hàng của đơn vị, anh chị chọn vào tài khoản ngân hàng. Bấm thêm để thêm số tài khoản ngân hàng. Em ví dụ, em thêm hai tài khoản ngân hàng, đó là tài khoản Việt Nam Đồng và tài khoản USD. Khai báo thông tin số tài khoản, sau đó rồi chọn đến tên ngân hàng. Và nhập các thông tin liên quan, sau đó bấm cất. Tương tự mã USD, anh chị cũng khai báo như trên. Em xin chia sẻ đến anh chị một trường hợp này. Với anh chị đã có sẵn các danh mục thông tin như khách hàng, nhà cung cấp, vật tư hàng hóa ở ngoài Excel rồi, thì anh chị cũng có thể nhập nhanh vào phần mềm mà không cần phải nhập thủ công theo từng mã. Bằng cách anh chị vào danh sách danh mục, anh chị bấm vào mũi tên bên cạnh nút thêm, chọn nhập từ Excel. Để file Excel nhập vào có thể khớp với các thông tin trên phần mềm Amit, thì ở dưới có phần chọn tải tệp mẫu cơ bản hay tải tệp mẫu đầy đủ dành cho đơn vị theo dõi nhiều đơn giá, có chiết khấu, v.v. Anh chị nhấn tải về. Sau đó copy và dán các thông tin tương ứng với các cột trên file mẫu của Misa và lưu lại. Sau đó bấm vào chọn tệp Excel. Anh chị tích chọn phương pháp nhập là thêm mới, tùy thuộc vào hình thức nhập và mong muốn của anh chị. Bấm tiếp tục để đến bước ghép dữ liệu. Nếu tại đây anh chị đã lấy theo file Excel mẫu của Misa rồi, thì ở đây anh chị chỉ cần kiểm tra lại và bấm tiếp tục. Còn nếu là file Excel riêng thì anh chị sẽ phải ghép lại cột trên Excel sao cho phù hợp với cột trên phần mềm nhé. Đến bước kiểm tra dữ liệu, anh chị xem có dòng nào báo không hợp lệ thì kiểm tra và cập nhật sửa lại trên file gốc. Nếu đã hợp lệ hoặc muốn bỏ qua các dòng bị lỗi thì anh chị có thể nhấn nhập dữ liệu để bắt đầu nhập. Cuối cùng, anh chị quay lại giao diện danh sách danh mục để xem danh sách vừa nhập khẩu thành công nhé. Với các danh mục khác, anh chị có thể bấm vào tìm hiểu và thêm nếu có phát sinh trong quá trình nhập liệu. Câu hỏi thường gặp. Hàng hóa của tôi có nhiều đơn vị tính, ví dụ vừa là hộp, vừa là cái, thì khai báo như thế nào? Với vật tư hàng hóa, có nhiều đơn vị tính trong quá trình thêm danh mục, anh chị có thể đến mục đơn vị chuyển đổi để thêm một đơn vị thứ hai, đồng thời quy đổi định mức chuyển đổi là bao nhiêu. Ví dụ một hộp có 10 cái, thì khi nhập đơn vị chuyển đổi, anh chị sẽ chọn một cái bằng 1 phần 10 hộp. Misa cũng xin chia sẻ kinh nghiệm, trường hợp vật tư hàng hóa có hai đơn vị chuyển đổi, anh chị nên chọn đơn vị thường xuyên sử dụng và cần lên báo cáo để làm đơn vị chính và đơn vị còn lại sẽ làm đơn vị chuyển đổi. Ví dụ khi mua, anh chị thường nhập về là hộp và chỉ thi thoảng mới bán lẻ đơn vị là cái thì anh chị nên chọn đơn vị chính là hộp. Mở tài khoản ở ngân hàng nhỏ, nhưng khi thêm tài khoản ngân hàng không thấy tên ngân hàng của mình thì phải làm như thế nào? Nếu khi thêm tài khoản ngân hàng anh chị không tìm thấy ngân hàng cần thêm thì anh chị cần vào danh mục ngân hàng thực hiện thêm bổ sung ngân hàng cần chọn vào.
sau đó thêm lại tài khoản ngân hàng nhé. Ngoài tiền USD, tôi muốn dùng thêm đồng tiền euro hoặc nhân dân tệ thì làm như thế nào? Anh chị thực hiện vào danh mục. Tại nhóm khác, anh chị chọn loại tiền. Tìm đến loại tiền cần sử dụng. Ở đây, ví dụ là euro và nhân dân tệ. Anh chị bấm vào dấu mũi tên bên cạnh nút sửa và nhấn sử dụng. Trong quá trình nhập chứng từ, nếu danh mục không có sẵn, tôi có thể thêm nhanh không hay phải vào danh mục, thêm xong rồi mới làm chứng từ. Khi thêm chứng từ, nếu anh chị chưa thêm danh mục cần khai báo, thì anh chị có thể bấm vào dấu cộng, chủ động thêm và sử dụng ngay. Misa vừa hướng dẫn anh chị nội dung khai báo danh mục ban đầu trên Amis Kế Toán. Kính mời anh chị đón xem bài tiếp theo nhập số dư ban đầu trên Amis Kế Toán. Chào anh chị và chúc anh chị thực hiện thành công!